Xin chào các bác. Hôm nay tôi mới xong một cái nô vòng gỗ ngọc am mới, hàng mới. Vòng đốt trúc các bác ạ. Size 12 ni và size 14 ni nhá. Thì lên 5 cái vòng, tôi chọn được 5 cái vòng đẹp, lưu hoa. Ở đây tôi sell 5 cái vòng 12 ni và 5 cái vòng 14 ni. Đầu tiên nô mới, xong nô mới luôn, xong đất luôn. Cho các bác nào mà có nhu cầu thì bên tôi sẽ sell giá cực kỳ tốt cho các bác nha. 5 vòng luôn. Các bác có thể nhắn tin vào Zalo số điện thoại 0987863250. Lu cực kỳ đẹp và đều luôn. Đây đang nóng hổi đây, mới xong luôn. Các bác nào mà lấy thì báo tôi thì tôi sẽ báo giá cũng như gửi cho các bác. Được sell giảm giá rất là nhiều luôn. Giá cực kỳ tốt. Nhanh nha các bác nhé, nhanh nhé. 5 vòng này thì cũng hết nhanh thôi. Vì trên đây thì anh em cũng yêu thích cái vòng lu ngọc am này rất là nhiều. Các bác nào mà chậm thì hết hàng thì các bác hết sức là thông cảm nha. Tôi nói trước vì là có nhiều bác xem được muộn, hoặc là các bác xem được sớm thì các bác đã mua hết rồi. Các bác xem muộn thì hết cái hàng lu khuyến mại này, 5 vòng 12 ni và 5 vòng 10 ni này, thì các bác hết sức là thông cảm cho shop nhé. Vì là bên tôi sell cái nô này 5, 10 vòng này thì đầu tiên trong cái nô mới cho nó may mắn thôi, lấy lọc thôi các bạn, chứ còn không lãi lời nhiều, chỉ bán lấy lọc thôi để ra hàng thôi. Đó. Nó có 10 vòng thôi mà không nhiều đâu. Còn các bác mua hàng thì tất nhiên là vẫn giá tốt thôi, nhưng mà cái này ưu tiên 5 vòng này. Đây. Cực kỳ đẹp, nu trọn luôn, nu chân chân chim này, nu kín đẹp luôn. Nu ngọc am này thì đặc biệt là mùi thơm rất là dễ chịu các bác nhé, thư giãn thoải mái, rất là tốt cho sức khỏe, nhất là những đối với người già mà khó ngủ ấy, hoặc là các bác nào mà hồi hộp khó ngủ mất ngủ, giúp an thần, ổn định tinh thần, dễ chịu, thư thái khi mà đi ngủ ấy, thì các bác nên sử dụng một vòng gỗ tự nhiên như nu ngọc am để có thể là giúp mình trong cái tinh thần, đạt cái tinh thần nó tốt, nó dễ chịu trước khi đi ngủ thì sẽ có một giấc ngủ rất là sâu và ngon. Đấy, 14 ni thì cho những người nào mà to cao hoặc các bác nào mà thích thơm ấy, thích thơm nhiều đấy. Đây này, tôi đeo thử cho các bác. Đeo vào tay thơm như sức nước hoa luôn. 14 ni hạt nó to thì nó sẽ thơm nhiều các bác nhé. Đây là 12 ni, 12 ni thì nhỏ hơn một chút. Đeo vào tay thì vòng nào thì đeo nó cũng thơm như sức nước hoa hết. Rất là tuyệt vời đối với một cái vòng và giá thành thì rất là hợp lý tại giá tại xưởng. Nên tôi, các bác nghe nhắn thì bên tôi là Huy Mộc Hương. Nhắn tin vào 0987863250 thì tôi sẽ tư vấn cho các bác cụ thể từng chi tiết, hoặc là có hạt tròn nữa đấy. Hạt tròn các cái mẫu, các mã luôn. Nói chung là cái vòng này ở đây thì tôi chỉ quay vòng trúc thôi. Còn các bác thích hạt tròn thì có thể nhắn tin vào đấy, tôi sẽ tư vấn, chụp ảnh tư vấn cho cụ thể nhé. Ở đây thì nó cũng không có nhiều thời gian nó cũng hạn chế, cho nên là tôi chỉ giới thiệu qua cho các bác và báo cho các bác những cái tin khuyến mại hoặc là sale thôi. Chứ còn chủ yếu là ở trên Zalo hoặc là Facebook Mộc Hương Shop, ở trên fanpage đấy. Cực kỳ tuyệt vời luôn. Đó, rồi các bác có thể liên hệ trực tiếp nha, hoặc là nhắn tin cái bạn Zalo đi với tôi. Rồi, xin chào các bác, cảm ơn các bác đã theo dõi Mộc Hương Shop nha. Các bác nhớ ấn like hoặc là đăng ký kênh để xem những cái sản phẩm mới nhất của Mộc Hương Shop. Chúc các bác sức khỏe, xin chào, cảm ơn các bác.